Vừa cái đụng mà còn nắm tay em để ôm tròn qua. Nói chung là cảm giác em cũng hơi tê tê. Em cho em có tê không? Đã. Đã tê tê tê. Đã. Tụi em đi Phan Thiết. Dạ cũng vui. Dạ cũng vui. Anh kể, anh kể cho nó vui nghe đấy. Thì em thì có cái tính là thích lãng mạn. Còn xã em thì không có thích. Thì cái hôm đó là em nói là để em đi tắm trước đi, xong rồi ông xã em tắm sau. Thì trong lúc mà ông xã em đang tắm á, thì em lấy mấy cái bông hồng á trang trí cái giường, em ghi cái câu là bà xã yêu xã lắm. Rồi bận đồ ngủ sexy. Nằm lên giường tắt đèn hết luôn. Em tên Cổ Nguyên Vũ, năm nay 37 tuổi, làm giám đốc kinh doanh. Còn em? Dạ em tên là Châu Hoàng Anh, 26 tuổi, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng ạ. Hôm nay là chúng ta được gặp hai cặp đôi đều gọi là vợ trẻ chồng chồng già, là đều là có một cuộc sống tiên hết trơn đó. Chắc là các bạn hạnh phúc lắm phải không? Dạ. Đến thời điểm bây giờ vậy thì cặp vợ chồng tiên thứ hai này, hai người gặp nhau như thế nào? Hai vợ chồng quen nhau qua mạng, mà đó thì em ở Hà Nội 2 năm công tác. Cái khoảng thời gian ngoài đó thì buồn, nó không có bạn bè gì qua đó nhiều, thì thấy cái thằng nhân viên của mình nó ngồi nó vô mạng, nó tìm được những bạn gái để nó chat. Thì mới đầu mình kêu ê chỉ anh cái này vậy. Thì bắt đầu mình vô mạng làm quen, thì trong đó quen được vợ bây giờ. Rồi cái ấn tượng của em như thế nào? Anh nói là anh đang công tác ngoài Hà Nội, thì anh nói với em là anh sắp sửa vô thành phố Hồ Chí Minh lại rồi. Nên là anh hy vọng là vô thành phố Hồ Chí Minh là anh sẽ được gặp em. Gặp thì nói chung là cũng không có ấn tượng tốt, tại vì em thích cao to đẹp trai. Mà gặp anh này là được cái ngoài sao nhìn tới nhìn to thôi à. Mà to gì? Ở ngoài sao nhìn cái lưng to rồi. Còn đằng trước thì là sao? Đằng trước không đẹp hả? Nhỏ không, chỉ là ấn tượng cái nụ cười điểu thôi. Trời ơi, cái nụ ta cười điểu mà cuối cùng có một cô chết vì nụ cười đó. Không? Còn em ấn tượng với vợ em sao? Thì ấn tượng về vợ là trẻ trung, năng động và còn chim. Còn chim? Còn tim. Còn tim? Rồi sao? Dí cô này. Dí sao? Điện thoại rồi nhắn tin rồi chat rồi liên tục. Có nghĩa là thua tới 11 tuổi. 11 tuổi gần con giáp đó. Nhưng mà tất cả cái gu của anh này đòi hỏi là bên này có đáp ứng được không? Tại có anh, tại vì cái lần đầu tiên mà gặp á là anh thấy ảnh cứ nhìn em hoài, với lại những lúc mà chạy xe ảnh hay thắng gấp lại cho em đụng nhào tới vậy. Cái thắng này là thắng có chủ đích đúng không? Dạ không anh, tại vì lúc mà Hà Nội em đi cái xe là xe số chưa có quen, cái thắng gì á bóp nó cái giật sao không ơi, bóp hoài không tin. Mọi người ở đây có tin rằng là thắng xe là coi như là vô tình rắn không hả? Thì lúc mà đụng vậy á thì em cảm giác làm sao? Vừa cái đụng mà còn nắm tay em để ôm tròn qua. Nói chung là cảm giác em cũng hơi tê tê. Tê hả? Còn em sao, em có tê không? Đã. Đã. Tê. Đã. Bao lâu thì tụi em quyết định là? Sau đó một tuần, cái lần gặp đó thì đến cuối tuần sao em không thấy cái ông này, sao ổng không gọi điện thoại cho em nữa. Mỗi ngày thì chat chít, mà đến cuối tuần á chủ nhật thì biến mất, gọi điện thoại cả đâu cả mười mấy cuộc á mà không nghe. Lúc đó chắc em trộm nổi điên luôn á. Tại vì em mà gọi điện thoại cho ai mà không bắt máy em bực mình lắm. Rồi cái em nhắn tin cuối cùng thôi, xin lỗi làm phiền anh. Rồi sao Dũng? Dạ thì đó, bữa đó là em tiếp khách á, nhậu quá say không có trả lời điện thoại luôn. Em thấy cái tin nhắn đó em hết hồn. Dạ thật ra thì cũng đang muốn là chiếm được cho được cô vợ. Thành ra là cái gọi điện thoại lại, gọi liên tục cũng không nghe. Đó là quyết định luôn chị. Quyết định? Chơi một cái tin nhắn liền luôn. Được ăn cả ngày gì không? Dạ đúng rồi. Là quyết liền luôn là bây giờ em đồng ý là bạn gái em không? Rồi sao? Lúc đó thì em nhận được cái tin nhắn nó mở lên, em thấy vụ vui mà sung sướng nữa. Lúc đó giận á thì hết nguôi rồi, nhắc điện thoại lên gọi cho xã em là nói thôi em tha thứ cho anh rồi đó. Nói lần sau mà em gọi là anh phải nghe nha. Nhưng mà bao lâu thì mới là từ bạn gái chuyển sang vợ? 9 tháng rồi. Hai bạn là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi. Cha. Mỗi năm mỗi kỷ niệm ngày cưới không? Dạ có. Thường là kỷ niệm ở đâu? Hai vợ chồng có sở thích là hay đi du lịch. Thì có cái năm thứ hai cưới thì tụi em đi Phan Thiết. Bữa đó vui không? Dạ cũng vui. Dạ cũng vui vui. Anh kể cho nó vui nghe coi. Thì em á thì có cái tính là thích lãng mạn, còn xã em thì không có thích.
Thì cái hôm đó là em nói là để em đi tắm trước đi, xong rồi ông xã em tắm sau. Thì trong lúc mà ông xã em đang tắm á, thì em lấy mấy cái bông hồng á trang trí cái giường, em ghi cái câu là bà xã yêu xã lắm. Rồi bận đồ ngủ sexy nằm lên giường tắt đèn hết luôn. Ủa sao trang trí xong rồi tắt đèn hết rồi nại? Để thấy mới thấy có đèn không? Không có, chưa không, chưa có cái đèn ở trong toilet luôn. Dạ không có. Xong rồi lúc đó ông xã em đi ra thấy sao tối thui à, cái ông xã em mới mở đèn lên. Dạ lúc đó vừa mở lên em thấy ồ đã quá, đã quá. Cái gì đã? Bông hồng đã. Trời ơi. Xong rồi nhìn qua thấy đã. Thế là bắt đầu. Rồi sao nữa? Rồi cuối cùng cái đang nửa trên rầm. Sao? Sẩm giường. Trời ơi. Té xuống giường rồi sập cái giường đó. Rồi bữa đó cái khách sạn có đền không? Dạ thì lối sập rồi cái giường, nhưng mà nó đang nửa chừng nên thì kệ cho nó sập đi. Thôi bà nó đền bao nhiêu thì bi, đúng không? Bi thì bi hả? Chắc là đó là cái kỷ niệm ngày cưới ấn tượng nhất trong cuộc đời của hai bạn, đúng không? Dạ. Chứ không phải là năm nào cũng sập một cái giường ở một khách sạn khác hả trời? Không vậy, em nghĩ chắc em bị gài quá. Tại vì á, lúc mà lên vậy đó, chuẩn bị á, nghe có két rồi à. Rồi thấy lúc mà mình coi lại cái chốt á, thấy nó cũng đung đưa rồi. Không vậy, hai vợ chồng bạn vui thiệt. Ờ, dễ thương ha, vui á. Trò chuyện vậy vui. Nhưng mà hai người này là ai là cái người ghen nhiều hơn? Dạ dạ. Có nghĩa là em đi làm á, cũng phải bắt em mở mạng lên định vị rồi coi mình đang ở đâu. Trời ơi. Rồi chụp hình là đưa gỡ qua xem là ngồi với ai. Đang ở nhà không vậy, điện thoại hoặc là tin nhắn cái mà đang bất cứ làm cái gì á, ngủ hay là ở đâu không vậy, là bắt dậy cái chạy ra coi cái điện thoại. Rồi chồng em còn có tính gì xấu đâu, là chú kỹ tính luôn á. Hai chồng em đi tắm á là mở nước nóng, mà em thì không tắm nước nóng nữa, là chồng em phải đi ra tắt nước nóng xong rồi đi vô tắm tiếp. Máy lạnh cũng vậy nữa, tối ngủ hẹn giờ ví dụ 2 giờ sáng là máy lạnh nó tắt đúng không, là phải dậy tắt cái tóc tắt máy lạnh xong đi ngủ tiếp. Đó là cái thói quen đúng không? Dạ cái đó là thói quen. Không nhưng mà vậy tốt rồi. Giờ bây giờ hay là sao? Vui quá hả? Vui mà đâu có gì. Bữa nay mùng 4 Tết vui vẻ. Vui vẻ nha. Dạ. Nè vui hơn nè. Hôm nay là trong cái bó hoa này có một cái món quà gửi tặng cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng đứng lên và tìm thử coi có tìm ra được. Bưng về luôn được. Không được. Bưng cái bông luôn quá nha. Đứng lên tìm thử xem coi. Em tìm thấy rồi nè. Rồi ông chồng đố ông chồng cũng được. Cảm ơn chị ơi. Thôi đầu năm mới chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ, và đặc biệt là trong phần bốc thăm trúng thưởng hay nhận được một phần thưởng, đó là một món quà của Toshiba. Rồi. Cảm ơn. Chú rể thì như ca sĩ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Duy Cường, em được 24 tuổi và đang công tác làm quản lý nhà hàng. Thế còn em? Dạ em tên là Thu Hạnh, hiện giờ em đang làm nhân viên tư vấn bán hàng. Em năm nay 23 tuổi. Hạnh Cường quen nhau trong trường hợp nào? Tụi em có tham gia một cái web dành cho những người độc thân. Hôm đó có buổi offline thì có cái bé này là xinh xinh mập mập cho nên là cũng có để ý một chút. Ủa Cường, anh nói thiệt nha, em cận thị bao nhiêu rồi? 2 độ. 2 độ mà tại sao em nói vợ em mập? Mọi người có đồng ý là cô dâu mập không? Không thì cái lúc đó là 4 năm trước rồi, anh không tin đúng không? Có đem theo bằng chứng luôn. Đó. Đưa đây cho anh. Đây. Và bằng chứng Cường nói vợ mình mập. Đây. Mập không mập quý vị? Mập không? Không, nói chung là cũng mập mập xinh xinh chứ không phải là mập quá. Trời ơi. Dạ. Ông chú này. Trời ơi. Mập điểm chút xíu thôi hả? Không phải, dạ. Tại vì Cường nó ốm quá cho nên nó nhìn ai nó cũng thấy mập. Chắc vậy quá. Đúng không? Chắc vậy quá. Nói chung hồi đó thì ảnh còn đẹp hơn bây giờ nữa. Giống Hàn Quốc, nhảy đẹp. Cái bộ môn nhảy của em là cái gì? Dạ, nhảy hiện đại chị. Mọi người có muốn xem Cường nhảy không ạ? Trời ơi. Mọi người xem chơi vui vẻ. Rồi, ra đây nè. Thank you.
Tới Cúc cởi áo chưa? Đó, cô vợ nhìn kìa. Đó, cởi áo chưa? Quay trở lại với cái tình yêu của em, là em bắt đầu yêu Cường là ngay từ cái buổi gặp nhau hay là sau đó lớp 12 mới yêu? Dạ thì anh thích thôi, nói chung lúc đó em cũng còn nhỏ lắm. Thích ổng thì cứ tới tấp như đứa trẻ mà thích cái gì vậy đó. Vậy tạm gọi đó là cái gì? Tình yêu con nít. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng quen được 2 tháng, tự nhiên đùng cái ổng nói chia tay. Em nhớ hoài cái câu nói luôn. Hai đứa mình là cả hai người ở hai thế giới. Ủa kỳ vậy? Thì sự thật đó là cũng để ý một bạn khác trong lớp. Thì đó, nãy giờ mà không xài là không xài đó nha. Tại sao cùng một lúc vậy mà em lại không chọn vợ em mà chọn bạn kia? Thì thấy cái nào đẹp hơn, mới hơn thì mình thích hơn. Nói chung là bạn kia có đẹp hơn vợ em không? Có đẹp hơn. Lý do đẹp hơn ở chỗ nào? Nhỏ nhắn hơn rồi cao ráo. Nó lỡ mơ đúng không? Em mê cái gu. Nói chung là ngoại hình khác. Rồi lý do gì tại sao bây giờ ghen ngược lại vợ em? Sau khoảng 2 năm trời, hôm đó vô tình đang lang thang trên Facebook có một cái yêu cầu kết bạn, thấy ủa con bé này quen quá. Lúc mà em nhìn lại là rất là sốc, tại vì nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, hot girl hơn. Đúng rồi, ăn mặc rất là phong cách. Cái nghĩ là con bé này hồi xưa mình quen 17. Con bé ở thế giới bên kia. Đúng chưa? Cái rồi cũng xin kết bạn, cái rồi có hẹn đi uống cà phê, nạp mạch nói chuyện. Như vậy có nghĩa là em chủ động là kết bạn với bạn này à? Thì lúc đó tự nhiên em thấy cái yêu cầu kết bạn của ông này. Thì vừa yêu cầu xong mình đồng ý á, xong á thì thấy ổng cháp thì em biết là ổng nội này nè. Giờ thấy người ta lạ chắc là nhào vô tiếp. Thấy ta lạ đây có nghĩa là đẹp, là đẹp ra body sexy hơn. Trước đó cũng cỡ nửa năm á là em vẫn như ngày xưa thôi. Nhưng mà em thấy đến cái tuổi mà phải đẹp đẹp chút để còn lấy chồng. Là em cũng quyết giảm cân. Đơn giản là lý do là muốn cho đẹp để mà còn lấy chồng nữa, hay là lý do làm cho đẹp lên để cho cha nội này cho quay lại cho mê mình? Không, em không có nghĩ đến cha nội này nữa. Khi gặp lại thì có phải do nguyên nhân là em vẫn còn mê trai đẹp không? Không, lúc đó là chát chít này nói mấy năm rồi không gặp, thì ổng mới hẹn em đi uống cà phê. Em cũng chuẩn bị bộ đồ đẹp để cho chọc tức mà. Nhưng mà đến lúc vừa bước vô, trời ơi sao mà hút quá. Mình không còn sửa sói gì nổi. Nói chung là mê trai. Trời ơi, chị muốn té luôn. Trời, nói chung là vẫn còn sức hút nên hút ổng luôn. Còn em sao? Nói chung là được dễ thương, xinh xắn, nhỏ nhắn, rồi mặc đồ rất là style, phong cách. Cho nên thích cũng nảy sinh này nọ. Cho hỏi nè, cái tình yêu sau 2 năm và cái tình yêu con nít trước đây có khác biệt nhau? Chắc khác nhiều nha anh. Có một chút hối tiếc hồi xưa là sao lại bỏ một người như vậy. Vậy là bây giờ là kèo dưới đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chồng em á có một cái sức hấp dẫn như vậy, có ngoại hình như vậy. Vậy thì trong công ty của chồng em có nhiều cô cũng thấy ảnh rất có nhiều lắm. Lúc mà quen lại á, bữa đó ông mới gửi em cái điện thoại, nói chung con gái mà tò mò. Thì vô tình Facebook này ổng chưa có ao ra, vô Facebook cái phần tin nhắn thì thấy con nhỏ đó cũng làm trong khách sạn, thì thấy là hai người đang tán nhau. Đọc mà tức lắm, tại vì mình đã chăm sóc là chỉ biết nổi mà em đem cơm cho ăn rồi cái gì em cũng lo á, mà lừa dối như vậy em thật sự lúc đó em sốc kinh khủng luôn. Đọc nào là hả, nếu mà Cường chưa có người yêu là chắc Cường quen rồi. Rồi những lúc mà em bận gì em không đem cơm là ảnh nhờ chị kia nấu cho ảnh này. Đó, rồi cái chị kia chị mới nói Cường có biết á là cái người nấu cơm cho ăn là có ý nghĩa gì không? Ông này ông nói ý nghĩa gì Cường tới đâu có biết đâu, cái nói là ý là một gia đình đó. Nói thiệt lúc đó hả, máu bao nhiêu nó dồn lên não em hết. Em mới gọi em nói đầu còn chói nữa. Rồi em mới nói thôi chia tay đi, thà như vậy á còn tốt hơn, sau này mà còn nhiều chuyện xảy ra em không có chịu nổi. Chị hỏi này, giữa em với cái cô đó có gì xảy ra chưa? Thật tình là lúc đó là chưa có cái gì, tại vì vợ em có một cái tính là hay làm quá sự việc thôi. Cái vấn đề đưa cơm á là do trong cái khách sạn đó không có bao ăn, thì có bếp thì tụi em mua đồ ăn vô nấu chung với nhân viên với nhau đỡ tốn tiền thì thôi. Cho nên là tối đó là em về em giải thích, cũng xin lỗi, năn nỉ xin lỗi, rồi hứa từ nay không có bày nữa, rồi cắt đứt liên hệ với lại cái người bên đó luôn rồi này nọ. Cũng may là xìu theo. Dạ. Thì xìu theo thì mới lấy chứ. Rồi. Sao giờ ngồi đây. Rồi bây giờ là lấy nhau rồi á thì ai là người nắm kinh tế? Dạ. Ai giữ tiền? Vợ. Mỗi ngày phát ra 50 đi làm. Trời ơi.
như kiểu dưới là coi như là nghi rồi đó. Nhưng mà cái cuộc sống sau hôn nhân á, tụi em thấy là vui vẻ không? Rất là suôn sẻ. Nhưng mà có một cái vấn đề là vợ em bị hai cái hay lảm nhảm nhiều. Lảm nhảm gì? Chỉ có bà điên nó lảm nhảm. Ý là có một cái vấn đề cứ nó đi nó lại nó tới nó luôn, nó mình hiểu rồi, nó hoài đang ngủ mà cũng nói. Vấn đề gì mà kinh hoàng vậy? Ảnh thì có cái tính là rất là hiền, rất là quan tâm bạn bè đồ này kia, cho nên mà nhiều lúc em nói là mình có gia đình rồi, mình lo cho gia đình mình trước. Còn bạn bè thì mình xếp thứ hai đi. Cái gì cũng tận tâm với bạn bè, nhiều lúc khiến em cảm thấy bực bội. Chồng em có hào phóng không? Có luôn à. Có. Có ga lăng không? Có 50.000 mà hào phóng thì bỏ đó, ta muốn hỏi hào phóng nhưng mà hào phóng cái kiểu là sẽ dụ vợ hào phóng chung. Không. Giống như là nói chung từ lúc tụi em quen đến khi cưới luôn là ổng không có cái gì lãng mạn với em hết á. Hai đứa có đi du lịch xa hay gì là em kêu đi cái nói thôi đi rủ bạn này, rủ bạn kia, phải có đông đủ bạn đi mới vui. Còn đi với vợ là không có vui. Có nghĩa là sống vì bạn sao mới tới vợ. Đúng là cái kiểu em có hạn chế là không có tạo khoảng không riêng cho vợ. Ví dụ như bây giờ lấy nhau rồi, buổi tối đi làm về xong thì có rủ bạn tới nữa không? Hay là giờ về vợ cũng làm gì vợ làm, còn ảnh là chỉ có ôm cái laptop chơi FIFA. Chơi đến lúc mà em kêu đi ngủ cũng chưa chịu ngủ, kêu em ngủ trước đi. Tới bây giờ vợ em vẫn còn ghen không? Vẫn còn ghen, nhưng mà hiện tại tại vì em quá là trong sạch cho nên là chưa có cái trường hợp. À, trong sạch bây giờ anh hỏi em nè, tới bây giờ chồng em còn bị đồng nghiệp nữ tán tỉnh. Đó. Hoặc là nấu cơm hết rồi. Nhưng mà chồng em thì có lần đó là ảnh đi nhậu đê ở Bạc Ti. Thì em nói đi gì đi nhưng mà phải trước 12 giờ đêm mới về. Ảnh ừ em mới cho đi. Thì qua 12 giờ đêm mới về. Em bực lên rồi, điên lắm, ngủ không được, chờ về đến nhà dẫn xe vô xong rồi đi lên lầu kêu em dậy, chưa kịp nói gì lấy nguyên đóng tiền á quạt quạt cho mặt. Em điên lên em lấy nguyên cái gói em phan thẳng cho mặt luôn. Ủa mà tại sao vậy? Như vậy là vợ em mê tiền lắm đúng không? Mê tiền lắm. Đúng là em mê tiền lắm. Em nhớ cái tháng đầu tiên là ảnh lương về á, đang buồn hỏi gì vậy anh mới ảnh lương đưa ra. Ủa mừng, nói chung là quên hết cả vui, ôm hôn rồi này nọ làm quá lắm. Chắc là lúc đó mình về mình biết là giận rồi. Cái rồi mình cũng suy nghĩ à nay lãnh lương, vợ mình cũng thích tiền lắm. Cái rồi mới suy nghĩ cầm cọc tiền á. Quá không, ý chiêu này hay, chiêu này hay. Không, quạt cho ổng còn đỡ, ổng quạt như mặt em vậy này cứ quạt. Ủa mà quạt như mặt vợ ý. Không, ý là nay lãnh lương có tiền nè, đừng có giận nha. Ý là mày nói ăn cầm cái gói phan cái bằng cái. Trời ơi. Ủa mà sao vậy? Không, trúng thời điểm, lấy tiền cũng để đó thôi, biết đâu làm gì đâu. Thì sáng mai cũng được, cũng được. Thì này vô năn nỉ đi, không nói tiếng nào á, cứ cầm tiền quạt quạt. Em ơi, đừng giận rồi em ơi. Không có nói luôn anh. Không có vậy nè, không có nói, cứ cầm quạt quạt. Có nghĩa là quạt, quạt cho hạ hỏa đúng không? Nên lấy cái chi tiết này vô kịch được. Được á, được á. À, vợ của em á, ngoài cái lèm ghen lèm bèm còn có thật xấu gì nữa này? Nghiện shopping, nghiện một cách vô tội vạ. Phòng em có cái kệ giày mà 5 tầng ha, chắc cũng phải để được mấy chục đôi mà em chỉ có 2 đôi giày mà nó vẫn phải nằm dưới đất. Là không có được lên kệ. Nằm dưới đất là em nghe tầng trệt luôn á. Với lại vợ em có cái shop online, thấy đi lấy hàng về cho khách, cái rồi ủa sao vợ nó đi giao hàng đi, khách hủy cancel rồi. Chiêu. À bây giờ em mong muốn chồng em có một điều thay đổi thì em muốn điều gì? Quan tâm vợ chút. Quan tâm đúng không? Dạ. Thế còn Cường muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt shopping lại. Còn một điều nữa, hy vọng sau chương trình này chắc có tin vui. Bây giờ cũng mong nhiều nhưng mà em nói thì khi nào đến thôi chứ bây giờ đúng đâu rồi. Sao? Thực ra mình đừng có tạo cái áp lực trong đầu mình á, thì là cái chuyện đó dễ dàng. Chương trình cũng chỉ mong là tụi em sẽ có tin vui giống như là cái điều mong muốn của chồng em. Cuộc sống của tụi em vẫn lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều tiếng cười như bây giờ. Và cái điều mà vợ em mong muốn ở em á, chị nghĩ rằng em cũng cố gắng đáp ứng, tức là quan tâm nhiều hơn chút nữa. Dạ. Tại vì quan tâm nhiều hơn chút nữa thì dễ có em bé hơn. Nghĩa là trước đây quan tâm ít ít thì bây giờ nhiều nhiều hơn chút xíu thì em bé nó mới quan tâm hai người. Xin chào hai anh chị đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ. Chào anh. Em xin phép kêu chị Hồng Vân cho trẻ. Chào chị, chào anh, chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đặng Quốc, là đến từ Tiền Giang. Hiện nay là công chức làm ở Sở Xây dựng Tiền Giang. Em nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 78, 1978. 78 là hơn Quốc Thuận tuổi đó.
em đúng. Là xanh 79 à. Oh. À, đây con ngựa đen dê. Ủa em tuổi ngựa hả? Dạ đúng rồi. Vậy là chị hơn em giáp á. Dạ đúng không, đúng không? Đúng rồi. Chị hơn em. Ủa nãy anh giới thiệu là anh tên gì? Dạ em tên Phạm Đặng Quốc. Đặng Đặng Quốc em gì nữa biết tuổi rồi. Không em gì nữa. Nhưng mà tụi mình là giống nhau chữ Giang á. Dạ. Anh ở Tiền Giang còn Quốc Thừng ở An Giang. Dạ, dạ. Đó. Thôi đồng hương miền Tây. Miền Tây. Dạ. Đồng hương của Quyền Linh luôn. À. Ở Tiền Giang. Rồi mời chị. Dạ. À, dạ chào chị Hồng Vân và chào. À, nói lớn chào lên, nói lớn lên. 2, 3. Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Nhanh. À, năm nay 40 tuổi. À, em cũng đến từ Tiền Giang là làm ở Sở Y tế Tiền Giang. Bên ngành y tế. Bên này sở xây dựng, bên này sở y tế. Y tế. Ừ. À, không lẽ giờ đoán ta. Đoán đi. Hôm đoán hay chết quốc lắm. 99% là đón chất quốc rồi. Không lẽ giờ đón ổng đang đi làm xây dựng rồi xong cái ổng mệt quá ổng đi vô y tế ổng khám bệnh rồi gặp cái cô này biết rồi đâu. Hai người coi như là quen nhau biết đó. Đâu biết đâu đúng không em đúng không, dạ hồi đó giờ anh ít cái bệnh mà cũng sợ vô bệnh viện đấy chưa mới đón nháp thôi đó mà nó chất quốc rồi giờ hai người quen nhau sao mà anh quen được cô gái đẹp này trước đây á thì em làm ở huyện Cai Lậy á làm ở ban quản lý dự án. Dạ. Rồi mới ở lại ở trọ, nhà cũng xa. Thì ở trọ thì cô này làm ở lúc đó làm ở bệnh viện Cai Lậy. À. Thì cũng ở trọ cũng cần cũng ở trọ chung với bà chị ở cũng như bà chị cơ quan kia nhiệt trong một cái khu khuôn viên á. À. Có nhiều cơ quan á. Thì em làm bên ban quản lý dự án, còn chị đó làm bên mặt trận. Rồi mới gặp nhau rồi mới mình giới thiệu có đứa cháu. À. Rồi mới để ý bà chị mà có đứa cháu. À, có đứa cháu mà để ý mà bà nói đứa cháu kia chứ không phải đứa cháu này. À. Tức là một người khác chứ người không phải là này. Người khác. Ủa rồi à. Sao? Rồi sao? Cua người kia không được mới quay qua cua người này. Có nghĩa là gặp người kia rồi. Gặp rồi. Mà không có ưng con mắt đúng không? Cua không được chứ không ai ưng, người ta không chịu. Cua không có được. Chuyện ta thật thà vậy thôi chứ cua không có được. Được lý do sao cua không được không biết nữa làm như người kia nhìn mà lúc đó em lúc trước em đi nhăn nắng đen thui à xấu lắm nhìn thấy ghê lắm à, bữa nay trắng là tươi lại rồi đúng không ốm vậy đó ốm lắm lúc trước là anh vừa ốm vừa đen à. Rồi bây giờ cơ duyên nào gặp cái cô này quay xe cô này vậy ừ. Thì mấy cũng là cháu cũng ở chung đó à. Rồi mới thấy vậy mới làm quen mà thấy cổ đâu. Tức là cái người mà đó là có mấy người cháu lợn. Thì biết rồi, nhưng mà không vuốt bà kia. Mấy người cháu này ở chung nhau nè. À, là coi như là bà kia không chịu rồi mới quay qua kiếm, mới gặp cô này. Thì có mấy người cháu vậy đó, mà giới thiệu người cháu kia mà cua không được thì qua cua người cháu này. Ủa là chung ngày không? Chung một ngày không là... Không, thì cũng không ở chung nữa là... Không, ý anh nói ý Quốc Thượng hỏi là có chung ngày không á. Ví dụ như vuột cái cô kia xong rồi là không sao mới thấy lâu, được lâu lâu, lâu mới thấy được cũng cháu nữa rồi sau một thời gian mới gặp cô cháu này rồi, mà gặp ở đâu cũng ở trong cơ quan đó luôn rồi nhưng được. Mà ấn tượng đầu tiên của em khi em thấy bạn này sao hồi đó ốm nhách là xấu quắc cũng ốm luôn hả còn ổng hồi đó làm sao chứ thì em mới thấy xấu rồi mới cua ốm xấu là đen mà cái tóc vàng que que nữa nhìn ôi ôi hồi xưa nhuộm tóc vàng nữa dạ không phải do nắng á nắng quá đi tóc trình vàng ai à, biểu chê bán kia giờ phải chê lại rồi sao ốm không có ấn tượng gì hết à. Với lại là cô cũng không có nói chung là cô không có chịu tại vì ảnh để ý thôi chứ cô không có cho quen. À, tại lúc đó, đó ở chung ở nhà ngay cơ quan của cô á nhưng mà cô nói cái anh này kỳ lắm anh này xấu lắm xấu tánh rồi đúng. Cái tánh cũng kỳ lắm đừng quen với nó mà có cua là đừng có chịu nha ừ. Không là không có cho gặp vậy đó hả anh để ý nhưng mà không có cho gặp rồi cho nên là em cũng không là em cô gặp không có giới thiệu cô cản cô nó làm sao rồi sao cua được ừ đúng rồi đó chơi chiến thuật luôn vất vả lắm mấy năm rồi bà chị á bà có cháu này nè rồi em thì có thằng bạn bà thêm một đứa cháu nữa bà mới khoái bà muốn gáp bạn em với cháu là đứa kia nha chứ không phải này. Phải cô này rồi mà cứ đi chung hoài thì gặp à giống như mình đi với thằng bạn à, em đi với thằng bạn mình đi với thằng bạn à. Rồi bà ba vậy đó em ba cái cặp kia nó đến với nhau thì cặp này không phải lẽ đến thôi ở không ngồi đó thì cũng phải
chuyện trò tấn mật rồi tìm hiểu. Vậy là lúc đó là đi với thằng bạn rồi bên này là đi hai chị là em. Giống như là Mai vậy đó thì cô kêu em là cái bé kia là bạn thân với em thì cổ kêu là đi chung đặng gặp cái anh kia á. Gặp anh kia thì anh này lại cũng là bạn thân rồi đi thì gặp thôi chứ cũng không ấn tượng như hết trơn là chủ yếu là Mai cho hai người kia. Chủ yếu là hai người kia thôi hả? Rồi cuối cùng á là cái thời gian mà đi theo kiểu bốn người đó lâu mau. Cũng lâu lắm, cũng khoảng nửa năm á. Nửa năm trời đi bốn người. Tại vì giờ chơi đánh cầu lông rồi này kia rồi đi ăn mà đi ăn toàn đi chung không mà không. Mà ăn ai trả tiền? Ăn thì thường hai anh này trả không biết làm gì làm. Em trả không à? Lúc đó giai đoạn đó bị phá hoại kinh tế ghê lắm. Ủa mắc gì em phải trả? Cái cặp kia họ đi. Cặp kia phải trả chứ. Mà cái thật em vậy đi là gặp là hào phóng lắm. Tính tình hào phóng lắm đúng không? Em tính ra em tiền đó em đầu tư hết mấy cây vàng em nói chị nghe coi. Chắc cũng 5-6 cây vàng vậy chứ sao dạ? Chứ trời sao lâu mà nửa năm mà cũng 5-6 cây vàng trời đi đâu phải đi vậy lận. Đi mà bà kia bà chị á bà còn dẫn thêm một số cháu nữa mà mình phải hốt luôn hả chứ sao bảo quá trời cháu kìa nhiều hết cháu này tới chỗ kia tại lúc đó bà ở đó rồi mấy đứa cháu bị học rồi đi làm rồi đi ăn là khoảng 7-8 người luôn có lần nào hùng không mình không hốt á trời ơi còn cái ông bạn kia có trả không có mà ít lắm trả đó. Là khi đi bốn người á thì lâu lâu uống nước rồi thì anh kia có nhưng trả mà anh hỏi thiệt nha có phải chính vì cái sự hào phóng đó của ổng cái sự ga lăng đó của ổng mà em ngưỡng mộ không không dạ có thích ổng không cũng một phần nhưng mà cũng không thấy gì thích nữa nói tại vì tự nhiên trả tiền gắn chịu đâu trả tiền gắn chịu ngu gắn chịu rồi ơi kiếm không mà đầu tư hết 5-6 cây vàng ê mà ăn dữ vậy trời thời gian lâu mà nửa năm ăn bộ ăn nhậu dữ lắm hả thì ăn rồi nhậu chứ như là có nhậu không có nhậu luôn rồi tiệc tùng này kia rồi thí dụ có nè ê nhưng mà có nản không bỏ tiền nhiều quá mà cua không chịu lúc đó cũng rồi tính cua chơi chứ cũng không quyết tâm á thì cũng như gặp nhau rồi bạn bè nha nhưng mà anh Quốc có nản không không rồi đến khi nào thì bả mới chịu cái cú nào mà bả chịu cũng lâu à quen có hai lúc mà đi đó thì xong rồi tới lúc mà quen thì khoảng 2 năm á là mới chính thức là giống như là yêu nhau tại vì cũng đưa rước vào đi nhau kia 2 năm rồi bắt đầu mới chính thức là yêu nhau là tốn mớ tiền không mà thử thách là cũng không biết là anh này có thật lòng nào không để mà mua cái mối tình này không chứ chị thấy tốn hao quá không trời đất ơi gì mà quá trời quá đất gì đầu tư gì mà quá trời đầu tư vậy ờ có khi nào mà hai đứa đi riêng không hay là mỗi lần đi là bà phải dẫn thêm bạn bè trời đi dẫn bạn bè không à ít khi không có khi nào đi riêng chứ cái lần dẫn mà nhiều nhất là bao nhiêu người anh Quốc chắc mười mấy người ăn cũng 2-3 hiệp vậy chứ lại tốt ăn trời luôn. Ơi thiệt ăn xong còn karaoke đồ này kia ha chơi đồ dễ sợ quá đúng chắc cả chục cây rồi đổi đãi tiệc sinh nhật là sinh nhật nhớ bạn rồi xong rồi tới sinh nhật của là em. Ổng giả luôn ôi đó ôi là trời rồi thôi tội nghiệp ổng quá để qua nó tua lẹ lẹ đi chứ để thấy hao quá mình hỏi không mà mình còn thấy hao tiền nữa ừ rồi xong rồi 2 năm mà quen nhau nè đúng không chính thức quen nhau không bây giờ phải hỏi là ổng có cua không ổng phải có tỏ tình không thì 2 năm bắt đầu mới chính thức quen nhau đúng không mà tỏ tình sao thì lúc đó là ổng tỏ tình với em hay là em. Hay là em tỏ tình với ổng dạ ảnh chứ đâu tỏ tình với ông Quốc là lúc đó là sinh nhật giống như là sinh nhật hồi xưa giờ sinh nhật em á phải không dạ nói chung là cảm động là cũng nói vậy chứ cho làm nữa trả tiền là sinh nhật là hồi đó giờ ở nhà nói chung ở nhà ở quê em thì cũng nghèo làm nhẹ ba mẹ là nghèo lắm không có làm sinh nhật từ nhỏ giờ không làm sinh nhật rồi không làm tới lúc đó là cũng 24 tuổi là lúc đó ảnh làm sinh nhật cũng cảm động là lúc xong rồi mua hoa hồng mà đặt nguyên một bàn tiệc luôn rồi mời các bạn bè hết luôn xong rồi mua hoa hồng mà lúc đó ở quê mình thì buổi chiều tối người ta bán hoa ít nó không có mà mua đủ 20 mấy hoa bông hoa là luôn là mua dạ nhưng mà có bông cũng hơi héo mà cô của chê nữa gom hết chợ mà vậy cô nói bông gì đâu mà đặt bông gì không có thiện ý là bà cô của em dạ đúng rồi cổ cũng không có chịu cũng nên là cô chê này chứ kia rồi nói thôi vậy cũng được rồi tại vì cái ảnh nói là đi mua hết chợ mới được nhiêu đó thương không rồi thấy cũng cảm động rồi cũng sau đó rồi bữa sinh nhật đó ổng có nói cái lời gì tỏ tình yêu thương với em không
thì nói chúc mừng sinh nhật này kia thôi, rồi nó cũng nói là quen cái vậy đó. Không xứng lên được cái câu mà làm bạn gái anh nghe hả? Có nói không Quốc? Có nói không? Có. Nó ngôn bìa vô nói không? Hay là lúc tỉnh táo nói? Cũng tỉnh táo mà giờ. Anh nói chứ bây giờ vốn liếng ông bung ra nhiều quá rồi. Đâu lẽ được một cái câu là làm bạn gái anh nghe mà không nói được nữa thôi đi chứ. Ừ, bữa đó mà bên này từ chối thì lúc đó ra quá không biết sao nó nhận chắc tự sáng tự giận chết cho rồi á, không ăn đầu tư quá trời là lúc đó là ảnh mua cho cái điện thoại luôn rồi lúc thời đó là điện thoại cũng mắc lắm á, là mua cho cái điện thoại là trước khi mà làm đó nữa. Nhưng mà trước bé này á là Quốc em có yêu ai chưa? Dạ chưa. Rồi bởi vậy em mê muội là đúng rồi. Chưa một giờ tình tốt. Yêu một tình yêu mà ngay tốt thẳng á, vừa tốn kiếm vừa ngay thẳng, chỉ biết đúng một cái đối tượng này là đâm đầu vô không cần biết đúng không? Thôi vậy cũng viên tốn mãn kém quá đúng không? Vậy cũng nhưng viên mà, mãn rồi. Nhưng mà sau cái bữa sinh nhật đó coi như là chính thức coi như là quen nhau đúng không? Dạ dạ. Rồi bà cô có ngăn cản gì không? Dạ có. Tại vì cô nói là không có hợp tuổi, hai đứa không hợp tuổi, tại vì ông xã là tuổi Ngọ còn em là tuổi Dậu nên là không hợp tuổi. Rồi ở nhà gia đình cũng không có chịu nữa, hai bên gia đình lấy nhau là tiệt mạng. Dạ đúng một rồi, người chết á, hai bên gia đình không ai chịu hết. Em là mạng gì? Dạ mạng mộc. Em là mạng gì? Quả. Mạng quả. Quả phải với mộc đốt cây rồi đốt nên là ở nhà cũng không chịu rồi quen dạ, cũng cản lâu gì lắm mấy bà chị này cản cản gì lắm mà. Ủa lúc đó có hạnh bà cô. Dạ rồi, hai đứa có con chưa? Đứa con mạng gì? Dạ một đứa là mạng thủy với một đứa là mạng kim. Trời ơi đâu có sao rồi. Đâu trời ơi ngon lành ngon lành rồi. Em với chị giống nhau ghê. Thế nè, ổng chuẩn bị đốt thì cái nước nó dập vô. Đúng rồi đúng không? Mà đã vậy kim á là kim nó chấn á, quả xanh gì kim xanh thủy. Đúng rồi, kim xanh thủy là ông này sẽ đâu phải không? Mặn quả chứ, mặn quả là cái đứa ông này mặn quả nè, em mặn mộc đúng không? Đúng rồi. Rồi một đứa kim. Thủy, một đứa thủy. Kim. Dạ. Quá dạ, ngon đúng luôn. Không? Thì dạ, một đứa kim. Là vượng cho cha, đứa vượng cho mẹ đó. Đó, đúng không? Không có sao hết trơn. Trời bởi vì tôi nói đừng có mê tín dị đoan, không có gì hết trơn á. Đấy, yêu nhau. Giờ cái vụ mà bắt đầu ổng tỏ tình xong rồi, ổng hôn người ta làm sao? Chà, tới nụ hôn chắc tốn kém nữa đúng không? Không, lúc nào cũng không nhớ. Không sao đâu. Là lúc đó là đi cũng đi chơi đi uống cà phê đó, thì đi ai ngủ không ngủ đi uống cà phê đúng không? Dạ đi riêng uống phê đâu uống cà phê thì cái quán giống như quán chòi vậy đó. Cà phê chòi phải không? Dạ, dạ. À, ông vô trong chòi ông có hành động gì không? Không dạ. Lúc đó là như đi chứ hai hàng kia mới tách ra mình mới đi. Đi với hàng nào nữa? Là hai cái cặp hồi nãy. Cái cặp hồi nãy tách ra trước. Cái cặp tốn kém lắm. Cặp kia cặp đi rồi ra. Cái nó tách ra rồi ở đây không biết làm gì mới đi rủ đi chơi. Cái ảnh mới rủ đi. Vô cà phê chòi. Dạ. Vô em trời. Có ý gì mà em rủ ta vô cà phê chòi? Em ý gì? Tính sẵn gì trong đầu rồi. Cái đi đó thì em cũng thấy ngại nữa. Xong thì vô cái em nói vô đây làm cái gì tự nhiên vô đây. Cái xong vô thì cái lúc đó thì chỉ vô cái nắm tay ngồi cái lại cái nắm tay cái quay lại cái anh Hùng nào giống như là Hùng bất ngờ. Không lén quay rồi xong cái giận quá đi về luôn, kêu đi về không uống nước đi về luôn. Rồi thôi tính từ cái mốc mà hung lén mà hung bất chợt đó cho đến lúc mà cưới nhau là bao lâu? Hơn một năm. Hơn năm sau cưới luôn. Tại vì gia đình không có chấp nhận nên là hai bên cứ nói chung là cứ không, không có chịu. Dạ. Nhưng mà rồi cái ngày đám cưới có coi ngày không? Có ngày tốt không? Em mà không coi ngày. Hai vợ chồng tự làm. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó là cái ngày nhưng đó chúng là ngày tốt không? Là cũng trục trặc là tại do cái vụ mà đám cưới. Tại em nói mẹ vợ nói là sẽ một trong là vợ chết đó chứ không phải là hôm nay chuyến này em đốt sách của mấy ông thầy bói hết. Em cưới vợ không coi ngày. Cái về nói má má nói không ai mà coi ngày, ai cưới vợ cũng coi ngày hết á. Mày không coi ngày rồi sao được, nói con thấy rồi không, con là không có tin gì đoan. Tại vì con hỏi má nè có ai mà không coi ngày không. Cái má nói ai không coi ngày hết á, nói vậy má ra coi nè. Ngoài tòa án người ta ly dị nhóc kìa. Em nói thôi con giờ đám cưới con còn tự quyết để con chọn ngày, nó mày muốn chọn ngày nào chọn. Cuối cùng chọn ngày nào, ngày tốt không? Chọn ngày 30/4. Cái đặt thiệp rồi hết trơn, cái
má coi nó ngày tam nương cái gì ngày tam nương sắc trụ ôi vậy rồi mày cưới mình tự mày cưới đi, tao không đi rước dâu rồi phải bỏ hết thiệt luôn. Là bà già, bà già của Quốc. Dạ. Dạ. Tốn thêm mớ nữa là đặt cũng mấy trăm thiệp rồi xong. Là bỏ cái ngày đó. Bỏ thiệp đó luôn. Dạ. Rồi là cưới ngày nào nữa? Đổi ngày khác. Đổi là giờ nó thôi vậy, nó má chọn ngày nào. Giờ hai bên dành coi ngày nữa, đàn trai cũng dành mà đàn gái cũng. Rồi rút cuộc thì theo bên đàn trai. À. Dời lại, sụp lại là có nghĩa là ngày 27, ngày 28. À. Thay vì 30 một thì sụp lại 2 ngày. Ừ. Dạ. Sụp lại mùng 9, mùng 10 thì phải nhớ là âm lịch á. Rồi cái đợt đó là hai tuổi nó kỵ nhau rồi. Trong cái ngày lễ cưới á, nó có cấm kỵ gì không? Có kiêng kỵ gì không? Có, à, quên á. Mà nó đủ thứ chuyện xảy ra đám cưới. Đám cưới á là phải ăn cắp cô dâu. À. Không lên đèn. À, không lên đèn, làm lễ cắp con dâu rồi đủ thứ gì nói chung là cấm hết trơn á. Rồi cái khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm rồi cái lúc đó mới đi đi vô cứu rễ. Bữa trước đi cứu rễ cái vợ làm mặt em làm đi trang điểm ngoài ngoài trang thầy á, ngay chỗ gần chỗ em trên đường em đi em hốt về rớt về luôn. Vừa mới bước vô cửa nhà bà vợ chửi quá rồi chứ cứ thôi đâu. Đuổi về luôn. Ta không cho gặp rồi. Ta không cho gặp rồi. Chửi xong rồi đuổi về luôn. Mà về bị la, la vậy là. Rồi sao? Tại thằng em nó chở đi rồi, em chở về trước là bị la rồi. Em bị la quá trời la, cái xong về cái la hai vợ chồng bị la hết luôn. Rồi gắng là nhịn em chứ giờ cũng không biết sao. Thôi nhịn luôn chứ. Nhưng mà cưới rồi vẫn cưới rồi, đúng không? Ừ, dạ chưa, cái lúc đó là mới đi qua kia. Đang là chuẩn bị làm đám cưới á. Qua cứu rễ á, là bữa trước á. Bữa trước bên đàn gái đã. Chị biết rồi nhưng mà sau đó thì vẫn cưới. Dạ dạ, đúng rồi. Chửi thôi, cưới à. Ừ. Đúng không? Tức là chỉ có náo động ngay tại thời điểm đó chút đỉnh thôi. Đó, xong mà về đàn trai cũng bị luôn. Về đàn trai là... là lý do người ta kêu ăn cắp cô dâu là phải đi về trước rồi đi cửa sau không được đi vô cửa chính. Ăn cắp đó, ờ không cắp được dâu. Vô cổng chính. Mà ông chở về ngay cổng chính luôn. Về cái mệt quá em bị ói trên xe rồi cái mệt cái vô cái ảnh đưa vô thì cửa dưới thì thấy người ta bà con đồ bắt ghế đồ ngồi chật quá không có chỗ đi vô. Còn cửa nhà trên nó trống lỏng không có ai ngồi đó trơn thôi cái sách đồ đồ đi vô. Bị ngập bạc. Bị chửi nữa. Cái này vô xuống đi cự mấy, mấy gì mấy cô đồ nói không à vậy la mà hồi la nói chung là cũng nhẹ cũng hơn bên kia. Đám thì la khéo khéo thôi chứ cũng bị la. Nói sao để đi nhà trên mà không đi nhà dưới. Nhưng mà bây giờ thì tình hình là hai bên mẹ vợ với chàng rể rồi mẹ chồng với nàng dâu thì sao? Bình thường rồi, tốt bình đẹp thôi, không có gì. Tại vì lúc mà đẻ đứa con ra là tôi nói là chuyện gì nó cũng vui chứ đúng không? À. Mà hai đứa hả Cưng? Dạ. Nếp đẻ đầy đủ hả? Bé đầu là gái với sao trai. Trời ơi, 10 điểm luôn trời. Ơi đó trời, không hợp tuổi hả? Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Cái lúc mà mang bầu đứa con gái rồi gia đình hai bên thì sao? Có thấy rằng là cái sự gọi là mà xưa mình cấm đoán là tuổi tác này nọ rồi có thấy mọi mấy những người lớn đó, có một cái sự thay đổi gì không? Không, khi mà bình thường là lúc mà cưới xong về là em thay đổi hết à, em gặp em là ai cũng phải thay đổi, làm cho mọi người thay đổi hết mà rồi cũng làm gì nói chuyện với bên vợ rồi bên mẹ nói chung là cũng tâm sự rồi. Vợ bên mẹ vợ coi như con trai cả. Mẹ cứ, cưng lắm, mẹ cưng cái, cưng mọi chuyện vấn đề gì cũng phải hỏi. Nhìn thấy dễ thương. Không có mà mẹ cưng nhất là... nhà luôn, cái gì cũng điện hỏi anh không cái nói ủa sao mẹ không điện hỏi lễ con. Lễ quý của mẹ luôn. Mẹ không điện hỏi con mà cái gì cũng điện hỏi anh. Ủa kỳ trời, sao tự nhiên ủa hình như lộn thôi chứ. Mà cái gì cũng hỏi trơn, trong gia đình chuyện gì là cũng điện hỏi anh chứ. Lúc đó là mới cua coi như là rất là hào phóng đúng không? Vì dạ, nói chung là về làm rể chắc ổng cũng về chắc mua à, cũng là mua chuộc lòng mẹ dữ lắm đúng không? Mẹ là khúc đó thì mua chuộc thì chịu nhưng mà coi tuổi thì không chịu, nhưng mà thật ra trong bụng thì chắc cũng sau này thì thấy giúp đỡ gia đình bên em nhiều lắm, tại vì ảnh làm nói chung đúng là hào phóng là tất cả mọi thứ là về nhà xây sửa nhà rồi cho mẹ một tay rồi, rễ ha. Dạ rồi lo này kia nọ là mọi thứ là ảnh lo hết nên là có chuyện gì mẹ cũng hỏi ảnh đó. Vậy chắc lúc lấy ổng về là ổng có tật xấu gì đâu ha. Nhà có bàn gãy là cưng gãy này nhất. Ừ biết rồi nhưng mà giờ chị đang hỏi em đó. Dạ. Hai chồng lấy nhau về rồi ổng không có tật xấu gì đâu ha. Dạ có. Có không? Trời ơi. Đâu kể nghe chơi. Tật rồi, xấu tật là nữa. Cũng vì cái lòng tốt quá giống như là hào phóng quá đó nên là bị cũng bị mấy người bạn lừa tiền cũng lừa gạt tiền rồi không có trả
mượn cũng mượn 500, 1 triệu cái ghét rồi 2 triệu 3 triệu rồi tăng lên có khi gần rồi. Hồi đó giờ mất mấy cây vàng rồi rồi bị giống như cũng khoảng 100 mấy chục triệu vậy đó hả? Mà lúc đó cũng nhiều tiền lắm á, mà coi như là chứ thôi là mua được mấy miếng đất cứ bị cứ mượn vậy đó. Mượn cũng mượn như em thấy tội nghiệp em cũng không có cản được người ta nói đây thôi mà bây giờ kẹt tiền quá rồi mai chịu tả gì đó mình có tính thương người nữa. Mượn mà giấu không có cho vợ hay. Ai không cho bạn không có cho rồi giờ ai giữ tiền? Dạ nói chung là tiền lương á thì hai vợ chồng của ai mới giữ, nhưng mà cũng góp chung cái phần tiền để mình sinh hoạt gia đình, rồi những mấy công chuyện lớn ví dụ như mua nhà mua xe thì ảnh quyết định. Nhưng mà thì cũng có bạn bè cũng hỏi ý kiến, hỏi ý kiến thì hỏi cho có rồi thôi chứ. Rồi sao nè? Nhưng mà vậy đó thì cũng tốt, tại vì ảnh lo mọi thứ, có nghĩa là ảnh nấu ăn rất là ngon. Nên là không có đang hỏi tật xấu nha. Đang hỏi tật xấu nha. Thí dụ như cái tính đó là xấu nhất rồi, với lại hay nhậu thôi, nhưng mà giờ cũng bớt nhậu rồi. Rồi ăn uống có khó chịu không? Dạ không, ăn uống thì cũng nói chung là hơi cầu toàn chút xíu, nhưng mà tại vì tự làm nên cũng không khó chịu. Ủa vậy nãy giờ không? Chỉ có cái tật xấu là dễ tin người thôi à? Ông có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có giống như gần đây là hay quên, giống như là chắc bị chích vaccine. Nhưng mà đổi thừa không có bị Covid, nhưng mà là hay quên, là nhiều khi mình nói cái đó là mới nói gọi cái nó không có nói. Mà nói là không có mà cãi gì đó. Chứ cũng không có gì giờ. Hay quên mà hay cãi. Dạ đúng rồi. Với lại hay thương người quá vậy thôi, mà thương người nhiều khi mình thấy có những cái hại vậy thôi. Cái tốt nhưng mà có cái cũng không có nên ấy quá. Người đàn ông này có coi trọng lễ nghĩa đâu không? Dạ đúng rồi. Có không? Dạ, có. Y chang như anh Thuận nói. Là lễ nghĩa là thí dụ như về nhà, hồi xưa thì ba mẹ mấy cậu, nói chung là bên chồng khó, thì có đám tiệc hoặc là có này kia thì mình, hoặc là Tết đó thì phải đi ra đốt nhang đúng ngày đó. Rồi thưa gửi đàng hoàng, gặp người lớn là phải chào hỏi. Thì cái đó thì cũng tốt, tại vì mấy cái về thì được cái là anh cũng chỉ dẫn hết. Thì lúc mà mới về thì bên chồng khó lắm, nhưng mà anh hướng dẫn này kia, anh chỉ lại đó là phải làm vậy hết. Nó cái đó là rồi điểm giờ, tốt rồi. Bây giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì nói chung là cái khi mà bạn bè thì mình cũng tốt thì cũng được, nhưng mà tiền bạc đồ thì mượn lựa chọn ít. Bạn dạ. Xíu ha. Rồi chỉ vậy thôi, với lại giữ gìn sức khỏe, tại vì lớn tuổi thì phải coi trọng sức khỏe mình tí. Tại nhiều khi chơi với bạn cũng thích chơi cũng hơi quá đà, khi rồi sức khỏe mình lại không tốt. Rồi giờ tới anh Quốc. Dạ. Người đàn ông đã bỏ ra cả chục cây vàng để cua cô gái này. Vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, có 1-2 cái tật xấu à. Chủ yếu ngủ nhiều Khoái ngủ mà. Khoái ngủ rồi. Buông ra ngủ sáng tới kêu dậy đi làm mới chịu đi vậy. Nhiều khi kêu lần thứ hai nữa, thứ ba. Quạo không? Mà... Không quạo. Không, nhưng mà ngủ được á là trời, bây giờ nhiều người bị mất ngủ lắm á Bi. Thiệt, nhiều người bị ngủ, nhiều khi chưa có lớn tuổi mà đã bị mất ngủ rồi. Thành ra là những người nào mà ngủ được á là tiên đó. Đó, theo chị là như vậy. Yeah. Thôi em bắt qua cái ngủ nhiều đi, còn cái gì xấu hơn cái ngủ nhiều không? Ít mà tại em có cái mảnh giường á, em tính nhiều khi để giải stress thứ bảy chủ nhật về nghỉ, rủ vợ ra phụ làm là cũng là biết, nó ngồi ở trong nhà không mà không chịu lo sợ làm. Nắng không có phải sợ nắng nữa làm vô mệt là má gái quê mà phải sợ nắng hả? Làm biến cái này là làm biến đúng không? Giường á, đúng rồi, làm biến, cái khác thì làm chịu làm lắm. Ủa nhưng mà ví dụ như cổ làm biến làm giường vậy thì anh có làm không? Anh có làm mình đó, không? Có làm mình à. Làm mình vậy hả? Rồi giờ cái giường đẹp không? Cũng dạ, giường sầu riêng. Rồi chiều cái bà ra bà ngắm cái giường rồi bà có khen không? Đâu có ta ra đâu mà cắm khen. Bà nói bà ghét giường tược mà làm biến làm giường mà em sẽ... Chiều là cũng không ra luôn. Không, miếng giường cũng hơi xa nhà, miếng giường hơi xa nhà. Chị công chuyện nhà chị làm được nha. Mà đi ra vườn biểu chị làm chứ chị sợ chứ không làm cũng kỳ ta. Sao thiệt á, chị tại hiểu vì được làm cái đó. Nó mệt đó chứ không phải là không phải mệt nữa nó sao không quá. Với lại không kiến á, nhiều khi bị kiến á hay là gặp mổ chuột ví dụ sợ. Chị sợ lắm, chị sợ là sợ vậy đó. Đâu sao nãy em nói hồi xưa thì sao?
tại hồi xưa là em quê là cũng ở quê thì cũng làm lúa làm ruộng. Em nói trời ơi, mới lấy chồng ra được thị trấn giờ bắt về quê nữa. Muốn thoát nghèo. Còn bắt về quê làm vườn hoài, với lại hồi xưa là ta né rồi, tao làm bệnh viện á, nhưng làm bệnh viện thì thức khuya nhiều nữa là quen, giống như về mình mệt á, tại trực đêm thì trực nguyên 24 tiếng hồi về cái mình ngủ, nên là cái giấc ngủ mình quan trọng, với lại muốn ngủ vô lắm vậy đó. Xong riết rồi nó quen cái giấc ngủ chứ không phải đấy. Hoặc là mấy ngày nghỉ cuối tuần thì mình cũng ngủ một xíu chứ gì, cái kêu dậy kêu mới 5 giờ sáng kia. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì là ở với ông bà, có chồng bà chăm sóc không? Dạ có. Dạ, ở với ông bà nội. Quá rồi tiện. Sao rồi giờ tiếp tục nè, còn tật xấu gì nữa không? Còn nếu không thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Suy nghĩ nha. Dạ. Còn tật xấu gì không? Hết rồi, dạ, đâu không có tật xấu gì nữa. Vậy mong muốn thay đổi, vợ thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ là lâu lâu đi ra vườn rồi làm việc chung rồi cho vui, chứ làm con mình buồn. Đi ra cho đứng coi cũng được. Ừ. Thực ra cái mong muốn của chồng em có thể thực hiện được. Tại vì em không phải là sợ giống như chị sợ. Chị là sợ thiên thu bất tận. Chị nói thiệt với em, chị con nhìn sâu mà nó bò trong tay thì sao? Nhìn mấy ông kia mà ông tí mà ông phi bạc 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 như ngựa phi là chị hồn siêu phách tán. Chị sợ lắm. Rồi sâu, chị sợ sâu, em biết không? Rồi kiến nữa, nhìn thấy kiến là ốc ác dựng ngược lên. Chứ không có phải làm biến cái đó. Nhưng mà chị sợ cái đó. Còn như em á, là em ngon rồi, em lấy chồng em là em ngon rồi. Em không phải đi mần ruộng nữa, em đừng lo. Mần vườn thôi. Rồi, gia đình này vui quá à. Cưng quá trời luôn à. Cũng gần đây thì cũng có ra phụ rồi. Ừ đó, có lúc này, thằng này có phụ rồi, từ từ đang phụ. Rồi đó, thôi. Ông chỉ có vậy thôi. Ông rồi. Mần vườn mới giữ sức khỏe được em ơi. Hiểu không, cho ông bớt nhậu đúng không? Gần đây cũng bớt nhậu, nói chung là cũng có cải thiện. Rồi thôi, cảm ơn hai chồng. Này quá vui nhộn rồi. Thôi chỉ biết là chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng bên nhau vui vẻ, nha, hạnh phúc và luôn luôn hài lòng với những gì mà chúng ta đang có. Là bởi vì để